Bối cảnh dịch bệnh phải hạn chế tiếp xúc hiện nay thì việc ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn hay là điện toán đám mây đã cho thấy những hiệu quả đáng kể cho công tác phòng chống dịch bệnh. Vâng, một trong những ứng dụng đó là sử dụng camera tích hợp trí tuệ nhân tạo để có thể truy vết, giám sát tự động các trường hợp tiếp xúc gần, các khu cách ly và nơi công cộng, qua đó san sẻ gánh nặng cho công tác quản lý cách ly và cán bộ phòng chống dịch. Không ít những trường hợp quên, vô tình không đeo khẩu trang hoặc là đeo không đúng cách. Âm thanh báo động được phát ngay ở trên camera sẽ nhắc nhở người vi phạm từ khoảng cách xa đến 8 mét. Hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo này đang được Bệnh viện Tim Hà Nội thử nghiệm từ một tháng nay tại tất cả các lối ra vào, phòng chờ. Qua đó giúp hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa nhân viên an ninh và người bệnh, người nhà bệnh nhân trong bối cảnh nhân sự bị hạn chế do phải làm việc luân phiên để phòng chống dịch. Bình thường thì nhân viên y tế sẽ phải đi nhắc nhở bệnh nhân đeo khẩu trang, nhưng khi mà có camera tích hợp trí tuệ nhân tạo thì việc đó là cái camera đã thực hiện cho. Chính vì thế đem ra là giảm được cái nhân lực trong thời điểm dịch hiện tại. Còn tại các khu cách ly tập trung, những F0, F1 sẽ được giám sát tự động bởi các camera có tính năng ghi nhớ đến 50.000 gương mặt, hỗ trợ tìm kiếm hơn 100 triệu người. Hệ thống này sẽ giúp tối ưu hóa việc điểm danh và quản lý số lượng người cách ly. Người cách ly kể cả khi đeo khẩu trang, chỉ cần bước đến gần camera là có thể nhận diện. Camera có tốc độ nhận diện cực kỳ nhanh, chỉ 0,2 giây và độ chính xác lên đến 99,9%. Khi ứng dụng công nghệ này thì chúng ta dễ dàng truy vết F0, F1 và những người liên quan. Khi ứng dụng các công nghệ phân tích dữ liệu, khai thác dữ liệu như của trí tuệ nhân tạo, chúng ta có thể hiểu về cái sức khỏe của người dân cũng như đánh giá tình hình chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc truy vết F1, F2, phát triển bản đồ dịch tễ đã phát huy hiệu quả khi có ổ dịch hoặc các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, giúp đội ngũ y tế điều tra lịch trình, thông tin dịch tễ, đặc biệt là khi số lượng ca lây nhiễm trong cộng đồng lớn. Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của Lưu Gia Telecom. Thông tin liên hệ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Lưu Gia, địa chỉ 57 Hoàng Lê Kha, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh. Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy, 7 giờ 30 phút đến 17 giờ 0 phút. Hotline kinh doanh 0933245117. Hotline kỹ thuật 0964558247. Kính chúc quý khách hàng luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống.